Khi mà các bạn thực hiện việc append hoặc là concat rất nhiều cái string với nhau chẳng hạn, tính theo hàng trăm nghìn hoặc là 1 triệu chẳng hạn, thì các bạn nên sử dụng string builder và hoặc string buffer để có performance tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh một đoạn chương trình sau đây các bạn sẽ thấy. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class là string performance ở đây. Và chúng ta sẽ tạo ra hàm main unfinished. Chúng ta sẽ khai báo ra một cái local time start bằng local time chấm now. Thì để làm việc này thì mục đích là bởi vì chúng ta cần biết thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái này, và chúng ta tính khoảng cách, tính thời gọi là tính cái thời gian mà chúng ta thực hiện một cái đoạn chương trình. Chúng ta thực hiện một vòng for ở đây thì các bạn đặt cho nó điện chỗ dài là 20.000 chẳng hạn. Trên này chúng ta khai báo một cái string là link bằng nháy nháy như này, tức là một cái string rỗng, và chúng ta sẽ cộng y vào cái link này, thì tức là chúng ta cứ cộng nối sâu vào từ 0 đến 20.000 cộng vào, rồi chúng ta sẽ đo cái thời gian kết thúc. Cùng nào, để hiển thị ra cái kết quả khoảng cách là bao nhiêu, chúng ta sẽ sử dụng duration chấm between, hàm between đây, thì chúng ta điền cái start vào và điền cái finish vào. Xin lỗi các bạn, chúng ta nên rename nó lại finish ở đây. Xong. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ cho cái start này trở lại bằng ở đây. Chỗ này chúng ta sẽ ghi nó là string append. Và chúng ta cũng sẽ có một cái vòng for. Tuy nhiên chúng ta sẽ khai báo một cái string builder. Ở đây chúng ta sử dụng string builder bởi vì chúng ta chỉ có một cái application duy nhất, nên chúng ta string builder nó tốt hơn. Bằng new string builder. Chấm phẩy. Và trong này chúng ta sẽ có sb.append cái y vào. Chấm phẩy như này. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ gọi hàm finish bằng như này. Và chúng ta sẽ hiện ra một cái sâu ở đây là string builder append. Và bây giờ chúng ta chạy cái này thì chúng ta sẽ xem là thời gian để thực hiện cái vòng for của liên quan string đơn thuần và vòng for liên quan đến string builder là bao nhiêu thời gian. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có là cái string append ở đây là 0,899, tức là gần 1 giây, còn cái này thì gần như là 0 giây. Giờ giả sử chúng ta thay đổi cái này thành 50.000 chẳng hạn. Thì xem nó là bao nhiêu. Chúng ta chạy. Và vì thời gian nó lâu nên mình sẽ tạm dừng lại. Và các bạn thấy là ở đây sau khi mà chúng ta tạm dừng thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà append 50.000 đấy nó sẽ mất khoảng tầm 5 giây. Còn cái thời gian mà append dành cho string builder nó chỉ là 0,02 giây, cũng nghĩa là 2 millisecond. Giả sử trong trường hợp mà các bạn cần xử lý đến hàng triệu cái string này như thế này chẳng hạn, thì các bạn nên sử dụng là string builder vì thời gian nó chỉ là nhanh. Bây giờ để thực hiện thêm một cái ví dụ nữa thì mình sẽ comment giữ nguyên cái đoạn đấy lại, mình sẽ để là 20 cho nó ngắn. Nhưng chỗ này mình sẽ để là 1 triệu chẳng hạn. Và mình chạy. Thì các bạn thấy là để append 1 triệu cái phần tử của string nó cũng chỉ đâu đấy 0,58 millisecond mà thôi. Trong khi đấy là 20.000 string với 20.000 string với vào phép cộng này thì chúng ta thấy là gần 1 giây ở đây. Thì rõ ràng là cái performance của string builder và string buffer tốt hơn khi mà chúng ta muốn nối các sâu lại với nhau. Thì các bạn để ý trong quá trình làm dự án thì các bạn có thể xem xét việc sử dụng string builder và string buffer một cách hợp lý.